Alo, alo. Alo. Dạ, alo. Alo, bạn nói gì vậy? Nope. Anh Vũ hả? Anh nhớ em không? Không có Vũ mà có Vũ được không em? Ủa, sao kệ vậy? Hả, anh Vũ cho số là nói có gì điện anh số này nha. Mà sao giỡn với anh Vũ kệ vậy? À, rồi, anh nhớ rồi. Anh nhớ cái bề mặt. Không, anh nhớ cái mặt của em rồi. Bữa hỏi anh Vũ kể á, em có cái hàm răng hôi với cưng lắm. Hô, cái gì hô? Người ta là răng thỏ nha. Ồ, rồi sao bé? Có gì nè anh hỗ trợ cho. Bây giờ nè, anh tư vấn cho em á, có cách nào mà làm cho cái điện thoại nó hư á mà không có thể sửa được luôn. Ủa sao vậy bé? Thường bên anh nó chỉ sửa điện thoại cho khách thôi chứ không có làm hư điện thoại khách. Ủa mà sao vậy? Sao lại muốn làm hư điện thoại với bé? Trời ơi, tại em muốn mua điện thoại mới nè. iPhone 14 sắp ra rồi mà cái điện thoại em đang xài nó không có hư. Thằng người yêu nó không có chịu đổi cho em. Nên bây giờ anh có cách nào để làm cho cái điện thoại em nó hư mà không có thể nào mà sửa được luôn không? Trời ơi, được cái gì? Cái này để anh chỉ cho nè. Em lấy xe cái vô qua cái cầu cho anh. Cái móc điện thoại, vô cái tổng, móc xác. Em vui hơn á, em dùng chiếc xe của em xuống luôn. Trời ơi, chị em cũng không nghĩ ra nữa. Cảm ơn anh nha. Rồi có gì thằng yêu nó đổi trên chiếc xe không á. Trời ơi, cái điện thoại ủng hộ anh nha. Cảm ơn anh nha. Bye bye.